Đang khui showbiz, Cát Phượng bị nghi thân trưởng thành hại Lý Hải. Chính chủ bức xúc đăng clip phân trần, đáp trả chắc nịch làm dân tình ngỡ ngàng. Trời ơi trời, tôi khổ tâm với sợ, nói tôi ổ bản thân với chân thành. Người hại Lý Hải, hại cái gì mọi người? Cuộc đời em á là người ta hại em không mà em chưa bao giờ biết hại ai nha. Cát Phượng đăng tải đoạn clip dài hơn 4 phút thu hút sự chú ý của khán giả. Cụ thể, nữ diễn viên phân trần về việc bị khán giả cho rằng đã làm tiết lộ nội dung bộ phim do Lý Hải sản xuất. Cô chia sẻ bản thân chỉ nêu cảm nhận của mình về một phân đoạn nhỏ trong bộ phim. Ngoài ra, nữ diễn viên còn lên tiếng đính chính thông tin là bạn thân của MC Trấn Thành nên làm hành động không tốt với Lý Hải. Cát Phượng thẳng thắn chia sẻ rằng: "Trời ơi trời, tôi khổ tâm lắm. Nói tôi là thân với Trấn Thành nên hại Lý Hải, hại cái gì? Cuộc đời tôi là người ta hại tôi không à, tôi chưa bao giờ biết hại ai. Tôi nói thật cái lòng luôn, hại rồi người ta bị này kia mình vui cười hay sao trời?" Bên cạnh đó, Cát Phượng còn bày tỏ mong muốn khán giả hãy xem xét và suy nghĩ thật kỹ trước khi buông lời chỉ trích gay gắt cô. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi ra mắt bộ phim điện ảnh. Được biết bộ phim này đã thu về gần 120 tỷ trong ngày công chiếu chính thức thứ năm. Tuy nhiên, một số người hâm mộ so sánh với phim của Trấn Thành, nam ca sĩ khẳng định không sử dụng chiêu trò trong suốt 30 năm hoạt động nghệ thuật. Trước những bình luận trái chiều từ cư dân mạng, Lý Hải đã lên tiếng nói rõ quan điểm: "Đã là nghệ sĩ thì bốn bể là nhà, mọi người đều là gia đình, nên lời tâm sự này không chỉ là dành cho fan mà anh Lý Hải rất mong cả bạn không phải là fan cũng hiểu giùm anh Lý Hải nhé. Giữa con người với nhau, càng đồng cảm thì càng ít hiểu lầm." Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên gốc Đồng Tháp từng vướng vào ồn ào tương tự. Trước đó, thời điểm công khai chia tay Kiều Minh Tuấn vào giữa tháng 5 năm 2022, Cát Phượng cũng từng gây tranh cãi dữ dội khi tiết lộ chuyện không vui ngay trong ngày sinh nhật của mình. Bất ngờ là cùng thời điểm với việc nữ ca sĩ này mở quán cà phê và thương hiệu mỹ phẩm, trên mạng xã hội từng lan truyền bài đăng với những lập luận cho rằng Cát Phượng thực chất muốn dùng chuyện chia tay để gây sự chú ý. Ngoài ra, vụ việc một nam streamer có những phát ngôn phản cảm sai lệch về cố nghệ sĩ chia tay, nhiều gương mặt nổi tiếng với giới trẻ Việt Nam đã tổ chức một buổi gặp gỡ nhằm chỉ ra lỗi sai và yêu cầu người này phải có động thái xin lỗi tới cố nghệ sĩ, và hành động của nữ diễn viên cũng gây ra nhiều tranh cãi. Bên cạnh những người đồng tình rằng phải làm rõ vụ việc thì vẫn luôn có những quan điểm trái chiều. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh là một trong những nghệ sĩ đã bày tỏ trên trang cá nhân không hài lòng với hành động chưa nghệ sĩ của đàn em. Chính vì quan điểm đối lập, Cát Phượng cũng lên tiếng đáp trả đàn anh và cho rằng cô chẳng hề làm gì sai và đã rất chừng mực lịch sự với nam streamer. Tuy nhiên, có vẻ vì quá bức xúc trước lời của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh nên cô không giữ được bình tĩnh, xưng tôi với đàn anh và bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, cho rằng cô đã vô lễ với người có tuổi đời lẫn tuổi nghề lớn hơn mình. Việc nữ diễn viên thường xuyên vướng vào lùm xùm trên mạng xã hội khiến nhiều người ngán ngẩm, bởi so về tuổi đời tuổi nghề, Cát Phượng được xếp vào hàng kỳ cựu. Thế nhưng thay vì tránh xa những thị phi thì tên tuổi của Cát Phượng lại gắn liền với nhiều ồn ào hơn. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến bênh vực cô và cho rằng nữ nghệ sĩ có thể chỉ bị sơ suất. Hay như sự kiện hai nghệ sĩ Việt gặp rắc rối ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu trở về Việt Nam. Cát Phượng gây bất ngờ khi có dòng status được cho là ám chỉ điều này. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đăng tải dòng trạng thái: "Báo Tây Ban Nha chính thức đưa tin chúc mừng hai em", khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nhiều người cho rằng Cát Phượng có động thái ủng hộ hai đồng nghiệp nên mới ký dòng status trên. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên hài còn trả lời bình luận của một tài khoản rằng là đàn ông 10 người hết 8 người mê hải sản em ạ, vì đó là đàn ông. Cát Phượng vấp phải nhiều bình luận chê trách từ phía khán giả. Nữ nghệ sĩ sau đó đã xóa dòng trạng thái gây tranh cãi, nhưng nhiều người đã kịp chụp lại màn hình và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Việc Cát Phượng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sự sai lầm cũng như giải thích lý do phía sau ít nhiều cho thấy cô có coi trọng khán giả của mình.